Everyone, xin chào các em. Video này được thực hiện để giúp các em tiếp tục ôn bài trong chương trình lớp 10, bài học số 11 các em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với bài số 1 La Mã. Supply the correct form of the words in bracket. Đưa về dạng thức đúng của từ trong ngoặc tròn. Câu số 1. They apologize for the late blah blah of the train. Cô quan sát nhìn thấy trước khoảng trống chữ late là một tính từ. Ngoài ra sau khoảng trống là một giới từ, trước đó còn có mạo từ the. Như vậy vị trí này cô sẽ cần một danh từ các bạn nhé. Rồi và đáp án của chúng ta sẽ là chữ arrival. Toàn bộ câu số 1 có nghĩa là họ xin lỗi vì sự đến trễ của xe lửa. Ở đây chúng ta ôn lại luôn, động từ apologize đi với giới từ for. Apologize for có nghĩa là xin lỗi về. Câu số 2, she is prepared to carry out her blah blah to resign. Ở đây chúng ta nhìn thấy trước khoảng trống là tính từ sở hữu her. Như vậy, sau khoảng trống hay nói cách khác khoảng trống này, chúng ta sẽ cần một danh từ. Sau tính từ sở hữu thì chúng ta sẽ cần một danh từ. Cho nên cô sẽ chọn danh từ threat. Câu này có nghĩa là cô ấy đã chuẩn bị để thực hiện việc đe dọa rời chức của mình. Từ bỏ nhiệm sở, resign là xin thôi chức ha. Câu số 3. Food will last longer if it is kept in an airtight blah blah. Airtight có nghĩa là kín khí, không có không khí đi vào. Như vậy đây là một tính từ. Sau tính từ thì chúng ta sẽ cần một danh từ. Và đáp án của cô sẽ là chữ container. Container có nghĩa là vật chứa các bạn nhé. Câu số 3 có nghĩa là thực phẩm sẽ giữ được lâu hơn nếu như chúng được giữ trong một vật chứa kín khí. Câu số 4. The plane crashed in a dense jungle. Máy bay bị rớt trong một khu rừng rậm rạp. There were no blah blah. Sau no thì cô sẽ cần danh từ. Và ở đây do there were số nhiều, phải không ạ? Động từ số nhiều cho nên danh từ của cô sẽ phải số nhiều. Như vậy đáp án sẽ là survivors. Không có người nào sống sót. Câu số 5. He himself experienced a fight with blah blah. For là một giới từ. Sau giới từ cô sẽ cần một danh từ. Và danh từ của cô đây là chữ survival. Câu này có nghĩa tự thân anh ấy đã phải trải qua một cuộc chiến để giành lấy sự sống. Câu số 6. There are a lot of blah blah between the countries of the two countries. Ở đây quan sát cô thấy khoảng trống này nằm sau a lot of. Và đằng sau a lot of thì cô sẽ cần một danh từ số nhiều. Đó mà vì ở đây là there, cho nên cô sẽ chọn đáp án là differences, những sự khác biệt. Vậy câu số 6 có nghĩa có rất nhiều sự khác biệt giữa văn hóa của hai quốc gia. Câu số 7. They prepare to fight against foreign blah blah. Foreign có nghĩa là nước ngoài, trong ví dụ như là trong chữ foreign language là tiếng nước ngoài. Ở đây foreign là nước ngoài, là một tính từ. Vậy sau tính từ cô sẽ cần danh từ. Và danh từ của chữ invade là chữ invader. Invader có nghĩa là những kẻ xâm lăng. Kẻ xâm lăng nếu như số ít ha. Rồi câu này có nghĩa họ chuẩn bị để đấu tranh lại những kẻ xâm lăng đến từ nước ngoài. Câu số 8. He made a blah blah visit to Rome. Ở đây cô thấy đứng sau an là đứng sau một mạo từ. Tuy nhiên chữ visit lại là một danh từ. Như vậy đứng giữa mạo từ và danh từ thì cô chỉ có thể cần gì? Một tính từ thôi. Và đáp án sẽ là chữ official. Official có nghĩa là chính thức. Câu số 8 có nghĩa là anh ấy đã thực hiện một chuyến thăm chính thức đến Rome. Câu số 9. I have been blah blah worked in this company since last Friday. Ok, chúng ta thấy have been worked. Đây là toàn bộ thì hiện tại hoàn thành. Có trợ động từ, có động từ chính. Như vậy cô chỉ có thể điền vào chỗ trống này một tràng từ mà thôi. Và như vậy đáp án của cô sẽ là chữ officially. Câu số 9 có nghĩa là tôi đã làm việc một cách chính thức trong công ty này từ thứ sáu tuần rồi. Câu số 10. The Antarctic is the world's lost great blah blah. Ở đây cô thấy great là một tính từ. Như vậy sau đó chắc chắn cô sẽ cần một danh từ. Và danh từ của chữ wild là chữ wilderness, môi trường hoang dã. Như vậy câu số 10 có nghĩa là Nam Cực là môi trường hoang dã tuyệt vời cuối cùng còn sót lại của trái đất. Câu số 11. He has won white blah blah in the field of tropical medicine. Cô thấy white là một tính từ có nghĩa là rộng khắp. Và sau tính từ thường sẽ là danh từ. Như vậy cô sẽ điền danh từ vào chỗ trống này.
và danh từ là chữ recognition. Recognition có nghĩa là sự công nhận. Như vậy toàn bộ câu số 11 sẽ có nghĩa là anh ấy đã giành được sự công nhận rộng rãi trên lĩnh vực về y khoa nhiệt đới. Câu số 12, this species is threatened with extinction. Đây là một cụm mà chúng ta đã học trong bài đúng không ạ? Be threatened with extinction có nghĩa là bị đe dọa tuyệt chủng. Như vậy, đáp án của câu số 12 sẽ là tính từ threatened. Đó là nội dung của bài tập số 1 la mã. Tiếp theo, cô sẽ mời các bạn xem bài tập số 2 la mã. Trong bài tập số 2 la mã này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại toàn bộ điểm ngữ pháp về câu điều kiện các bạn nhé. Câu số 1, if he comes here. Ở đây cô quan sát thấy động từ comes đang ở hiện tại đơn. Như vậy, đây sẽ là câu if loại 1. If loại 1 thì A, B, C hoặc D đều có thể là đáp án đúng cả vì đều dùng will. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục xem đáp án nào là chính xác nhất về mặt ngữ pháp. Cô thấy có động từ make. Cô nhớ rằng make somebody cộng với verb come, verb nguyên mẫu. Như vậy đáp án của cô sẽ là câu D, will make him do it. Vậy câu 1 có nghĩa nếu anh ấy đến đây tôi sẽ bắt anh ấy làm chuyện đó. Câu số 2, that part of the park blah blah several times this year. That part of the park có nghĩa là phần đó của công viên. Đây là một danh từ chỉ vật. Several times this year, nhiều lần trong năm nay. Như vậy chuyện đó đã xảy ra vài lần và tới thời điểm hiện tại thì cô sẽ cần thì hiện tại hoàn thành. Và vì phần đó của công viên là vật cho nên sẽ cần hiện tại hoàn thành bị động. Vậy đáp án sẽ là câu D. Câu số 2 có nghĩa là phần đó của công viên đã được sửa chữa nhiều lần trong năm nay. Câu số 3, she'd have had an accident if she blah blah more care. Cô quan sát thấy ở đây, đây là dạng thức would have had, tức là if loại 3. Như vậy đối với câu if loại 3 thì mệnh đề if sau if này phải không ạ? Đây sẽ là mệnh đề if. Mệnh đề if sẽ cần dạng thức là had verb 3, hay nói cách khác là thì quá khứ hoàn thành. Vậy có thể là A hoặc có thể là B. Bây giờ chúng ta sẽ xem nghĩa các bạn nhé. Cô ấy đáng lẽ là đã bị tai nạn nếu cô ấy chấm chấm chú tâm hơn. Vậy theo các bạn, nếu cô ấy đã chú tâm hay nếu cô ấy đã không chú tâm? Đáp án sẽ là đã không chú tâm, đúng không ạ? Chọn câu A. Nếu cô ấy đã không chú tâm hơn thì cô ấy đã bị tai nạn. Câu số 4, do you mind? Do you mind thì có thể cộng với verb in. Ngoài ra do you mind sẽ đi với if loại 1 bởi vì do you mind là thì hiện tại đơn mà, đúng không ạ? Như vậy nó sẽ đi với if loại 1. Vậy đáp án sẽ là câu A, if I close the door. Bạn có phiền không nếu như tôi đóng cửa? Câu số 5, slow down, giảm tốc độ lại đi. Thì đây là kiến thức các bạn đã học ở năm lớp 9 rồi đúng không ạ? Một câu mệnh lệnh đi với or và một với câu nữa ha. Hoặc là slow down or you will get an accident. Chậm lại đi hoặc bạn sẽ gặp tai nạn đấy. Câu A, in case là gì? Phòng khi trường hợp hoặc là trong trường hợp thì nó không hợp nghĩa ha. And và cũng không phù hợp nghĩa. Provided là nếu, chậm lại nếu cũng không được. Như vậy đáp án sẽ là câu D. Câu số 6, if anyone calls. Ở đây lưu ý giùm cô ha, nếu chủ từ là anyone nè thì động từ của mình sẽ chia số ít nha mọi người. If anyone calls, nếu như có ai đó gọi blah blah dumb, I'm not at home. Ở đây chúng ta sẽ chọn câu C. Bởi vì sao? Bởi vì đối với câu if loại 1 thì mệnh đề chính có thể là một câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh là câu bắt đầu bằng động từ nguyên mẫu. Như vậy đáp án là câu C. Câu này có nghĩa là nếu có ai gọi đó thì nói với họ là tôi không có ở nhà. Câu số 7, they would have been successful if they. Chúng ta quan sát thấy would have been, đây sẽ là câu if loại 3. Và đối với câu if loại 3 thì mệnh đề if chúng ta sẽ cần dạng thức là had verb 3, hay nói cách khác đáp án sẽ là câu be. Câu này có nghĩa là đáng lẽ ra họ đã thành công nếu họ nghe lời khuyên của tôi. Thì chúng ta có động từ take đi với advice. Take advice có nghĩa là nghe lời khuyên. Câu số 8, there some good news about our school lately. Lưu ý giúp cô là news có nghĩa là tin tức đó các bạn. Nó là danh từ không đếm được. Và khi nó là danh từ không đếm được thì bắt buộc nó sẽ phải chia động từ số ít. Như vậy chỉ có mỗi đáp án C là phù hợp với yêu cầu của cô mà thôi ha. Has been, đây là has, là động từ số ít. Như vậy câu này có nghĩa là có những cái tin tốt về trường mình dạo gần đây. Câu số 9, we should supply flood victim, blah blah, food, clothes and money. Câu này cô sẽ trả đáp án là câu A. Lý do là chúng ta đã thuộc nguyên một cụm rồi. Supply somebody with something, cung cấp
ai đó với cái gì đó ha. Thì flood victim, victim là nạn nhân, là người. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cần with. Flood là lũ lụt, các bạn chắc hẳn còn nhớ đúng không ạ? Thì câu này có nghĩa là chúng ta nên cung cấp cho những nạn nhân lũ lụt thức ăn, quần áo và tiền. Thức ăn là điều đầu tiên cần nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì người ta đang ở cái nơi nó gặp vấn đề, thì các bạn đưa tiền, đôi khi người ta không mua được cái gì với tiền đó đâu, vì không có ai bán gì hết. Cho nên quan trọng nhất đầu tiên phải là thực phẩm, quần áo, rồi thuốc men, rồi nước vân vân ha. Tiền có thể là cái cuối cùng đấy, bởi vì khi chúng ta đưa tiền thì họ cũng chẳng có ai bán gì để mà họ mua hết ha. Câu số 10, I called to the office several times, but no one answered me. Everybody blah blah out on business. Tôi gọi điện tới văn phòng mấy lần luôn mà chẳng ai trả lời tôi cả. Có lẽ là mọi người đã đi ra ngoài. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D, may have been. Tại sao? Thứ nhất, everybody không đi được với A, everybody phải đi với E, cho nên câu A chúng ta bỏ. Thứ hai, maybe, chứ maybe này nó phải đứng đầu câu các bạn. Maybe, đầu câu vô, chứ nó không đứng ở sau chủ từ như thế này. Và câu C, may have, thì nếu như mà may have thì chúng ta thiếu động từ. Lý do là out là một cái giới từ thì nó không thể nào đi với trợ động từ have được ha. Cho nên chọn câu D, may have been.